Chơi dừa bà Thợ Mỹ. Tôi sử dụng cái đơn để dọc nhà không còn bà. Tôi sẽ rời xa những chỉ cái tán nhà yên ấm. Thôi con gái lại thằng cha nuôi của con đi. Rồi theo đó tụi mở. Mẹ sẽ về. Mẹ sẽ về. Nhung ơi, Nhung, em đâu rồi, Nhung ơi, Nhung ơi, em đâu rồi, Nhung, để con khóc chị Nhung ơi, em đâu rồi hả Nhung? Phụ ơi là phụ, khuya rồi mà dở, chú còn đi đánh bài, rồi bà đi đi con, đến đi nó đủ rồi, ba đừng khóc nữa con, để ba hát con đừng khóc nữa, đến đi con, đến đi con, trời ơi, đến đi con, phụ ơi là phụ mà, khuya rồi mà dở, chú còn đi đánh bài, rồi bà, con ơi con, vụ gì vậy trời? Cái dành bông của ba nó luôn. Trời ơi, lấy bông của ba nó luôn. Đến đi con ơi. Con đừng có nữa con ơi. Đến đi con. Trời ơi, sao hai con để lâu dữ vậy con? Hai con mấy ngày không uống sữa mà lâu ba dữ vậy con? Nhung ơi Nhung. Trời phụ quốc dành rồi đó là thằng dành nữa là sao đâu. Cái lọc của ai nó giữ chứ. Cái tờ giấy gì đi nha. Chút nữa đó còn thành cha bậc thắng. Tên gọi bằng mất chính là tướng cướp Bắc Hải Nương. Khốn nạn. Khốn nạn mà. Nhưng mà tốn đó tôi cho nhà chức chắc sự. Nhưng mà đi xem nở bỏ ra đi. Cái con cô nó vừa đã hai năm tuổi. Sao em nở hoành mà quay lưng kia em vẫn còn tha thiết nhiều. Nhắc nhắn đều nhắn. Chúa có đời không gian dối. Tình nghe vợ chồng chung dân sẽ dối. Từng phút từng giờ mình chẳng đủ có nhau. Nhưng mà
vô dụng. Cứ nhìn đêm khuya dặn tiếng ru hời, nó chỉ con, nó chỉ con, nó khóc đòi ca hay ta. Tôi là tôi cướp bằng hải đường, tôi giết người để cho vợ tôi nó có tiền để xin xuống người bạn. Dù có nhóm cấp bạc già, người đàn bà ấy đã đến lòng phản chất. Phải, anh chỉ làm sao có thể ngờ được tôi trở thành là tên cướp bằng hải đường. Mang tâm sự của kẻ đi tình, rồi đi sâu vào dòng tôi rồi. Nghĩ tới ai dàn tình ai, tôi là kẻ trắng tay, làm sao giữ nổi một lâu nay. Lẽ sống tình yêu đẩy đưa tôi vào nơi nùng, tôi lạnh lùng. Ngày cưới chúng về làm vợ, tôi rằng sẽ đổ vỡ một tình yêu. Anh chị ơi, hơn 30 tuổi rồi chưa tròn được ngày vui. Mà nay tôi phải vào dòng lao đi, có thương là thương cho đứa trẻ lên vô tội, nhưng khi đỡ khổ vợ vơ đời vui đời. Xin nhận biệt, xin nhận biệt đây Nhung ơi, Nhung, Nhung ơi, tại sao em lại bỏ nó Nhung, anh đi đây Nhung ơi. Em ở đâu Nhung? Anh đi đây Nhung ơi. Nào thầy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hết hơn hết giận anh lính anh về nhà tiếng khóc của kẻ thơ nhưng ơi con thương con của chúng mình nó đã bước vào trong thương nếu con đã nhắm nó còn nhận ra